6 cách giúp cho bạn bán được sản phẩm với giá cao hơn, từ đó chúng ta thu về được nhiều lợi nhuận hơn. Cách thứ nhất là chúng ta cần phải trở thành cái người đi đầu xu hướng, có nghĩa chúng ta phải là người tạo trend, hoặc chúng ta phải nắm giữ một cái lợi thế về mặt độc quyền, hoặc là sản phẩm chúng ta phải có một cái sự khác biệt hoàn toàn so với đối thủ, hay còn gọi là USP. Cách thứ hai đó, chúng ta hãy tập trung vào yếu tố media, có nghĩa là yếu tố video và hình ảnh chúng ta sử dụng để quảng cáo, để marketing trên các nền tảng mạng xã hội. Nó phải thật chỉnh chu, nó phải thật đẹp mắt, nó phải thật cuốn hút đối với khách hàng, thì khi đó khách hàng mới sẵn sàng chi trả một cái số tiền cao hơn để mua cái sản phẩm của bạn. Chúng ta muốn bán giá cao nhưng mà chúng ta lại đi copy hình ảnh video của những cái bên khác, hoặc là chúng ta sản xuất nội dung với một cái chất lượng rất là kém và không chỉnh chu, thì khách hàng sẽ không thể nào mua hàng của bạn với giá cao hơn được. Cái cách thứ ba đó là chúng ta phải thắng về các cái kênh social, có nghĩa là gì ạ? Những cái kênh fanpage này, TikTok này, Instagram này, hoặc thậm chí là cái Facebook cá nhân của các bạn. Các bạn phải làm nó thật là đẹp, thật là chuyên nghiệp và phải thu hút được một cái cộng đồng khách hàng thật là lớn ở trên đó. Chúng ta phải sở hữu một cái lượng follow rất lớn và một cái lượng traffic, một cái lượng view rất lớn trên đó. Thì khi đó cái cảm nhận của khách hàng về thương hiệu của các bạn nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều. Yếu tố thứ tư là yếu tố thương hiệu, những cái logo hay là những cái tên cửa hàng của các bạn rất quan trọng. Chúng ta không thể nào mà nhanh chóng, vội vàng và cầu thả được, tại vì nó còn đi dài và xuyên suốt với chúng ta trên một cái chặng đường chúng ta làm marketing, chúng ta làm truyền thông và làm thương hiệu. Thậm chí là chúng ta gắn cái logo vào từng cái sản phẩm của chúng ta thì khách hàng sẽ in sâu vào trong đầu, thay đổi nó giữa chừng là một chuyện rất là dại dột. Các kênh báo chí này, truyền hình này, rồi chúng ta được xuất hiện nhiều, nhắc đến nhiều bởi những người nổi tiếng này, hoặc là chúng ta trở thành cái nhà tài trợ của những cái event, những cái sự kiện lớn mà có sự góp mặt của rất nhiều những người nổi tiếng chẳng hạn. Đó cũng chính là một cái cách để cho các bạn làm thương hiệu. Có rất nhiều cách, tuy nhiên cái tư duy của chúng ta nó phải hướng về cái việc là xây dựng thương hiệu. Chứ còn nếu mà chỉ chạy quảng cáo không thì các bạn không thể nào bán giá cao được đâu. Yếu tố thứ năm là yếu tố trải nghiệm khách hàng, thiết kế cửa hàng, âm nhạc, màu sắc, rồi nhân viên tiếp đón như thế nào, rồi nhân viên tiễn khách hàng ra về như thế nào, rất quan trọng. Tất cả những cái đó nó được gọi là những cái điểm chạm. Và trên online thì cái màu sắc chủ đạo, độ chuyên nghiệp của cái fanpage, rồi cái mức độ tận tình, sự quan tâm của những cái đội ngũ tư vấn chăm sóc khách hàng dành cho khách hàng cũng rất là quan trọng. Thì tất cả những cái đó nó cấu thành nên cái trải nghiệm của khách hàng. Cái yếu tố cuối cùng đó chính là yếu tố giá trị cộng thêm. Thì đôi khi nó là quà tặng, đôi khi nó là những cái lời khuyên, đôi khi nó là những cái lời tư vấn, đôi khi nó là cái sự quan tâm, đôi khi nó là cái thiệp gửi lời mời cảm ơn đến khách hàng sử dụng, lựa chọn cái sản phẩm của chúng ta, hoặc là một cái bao bì, ví dụ cái hộp hoặc là cái túi của các bạn làm nó thực sự sang trọng, nó thực sự là đáng tiền, thì khách hàng cũng sẽ cảm thấy rằng cái món đồ của họ mua nó thực sự là rất là đáng giá, rất là giá trị.